Chào anh em nha, trước mặt anh em đây là một mẫu sản phẩm xe điện 3 bánh Santong. Với chiếc xe điện 3 bánh Santong 3 hàng ghế ngồi và chiếc xe điện 3 bánh Santong cũng 3 hàng ghế ngồi nhưng chức năng nó lại khác nhau. Thì theo anh em, trước mặt anh em thì những cái sản phẩm nào nó phục vụ mục đích tối giản cho anh em, thì ngay bây giờ Đức sẽ đưa anh em đi trải nghiệm những cái chiếc xe này nhé. Ví dụ như chiếc 3 bánh Santong này thì nó sẽ luồn lách trong phố dễ dàng nhất có thể, và cũng có thể chở được 1-3 người. Nó rất gọn nhẹ luôn. Đây này, đây, đấy, đây, đấy là ghế trẻ con. Và đây thì có tay lắm trẻ con. Đây thì sẽ có trang bị ghế xoay. Xoay này chúng ta có thể xoay từ 3 hàng ghế này nhá, xuống còn 1 hàng ghế. Đấy, chiếc xe này thì được thiết kế một cách rất nhỏ gọn. Đấy, với những cái lớp sơn trên chiếc xe Santong nhà mình thì rất là đẹp luôn. Anh em có thể nhìn thấy những cái lớp ánh ánh trong ngoài không? Đấy, những chiếc xe đẳng cấp chất lượng thật sự ấy, thì từ cái lớp sơn đi nó đã khác nhau rồi. Cái chiếc xe này thì có mức giá là 21.500.000 cho màu xám và 20.500.000 cho những cái bản màu thường. Và đằng sau của chiếc xe này còn được trang bị một cái cốp. Đây, trang bị một cái cốp, cốp đựng đồ nhá. Anh em có thể xem. Đây, cốp đựng đồ ngay chi những cái chi tiết bắt ốc bên trong này đều là ốc lục hết, sáng bóng, thấy không? Đấy, kể cả ốc ở dưới chân chắn bùn. Đấy. Rồi thì chiếc xe này có thể tải lên đến 3 người lớn. Và ở trên tay ga của chiếc xe này thì sẽ có những cái nút gì? Đèn, xi nhan, còi. Và bên này thì cũng có khóa trẻ em. Và anh em có thể nhìn thấy cái lớp tay lắm này không? Đẹp không? Đấy, những cái chi tiết tay lắm và những cái chi tiết tiến lùi này rất là đẹp. Ở đây thì nhà mình là chưa bắt hết và xe nhà mình thì mang đi quay. Này, về phía đằng trước có màn hình hiển thị điện tử. Đấy, anh em có thể thấy trên màn hình này thì nó nháy nháy nhưng ở ngoài đời thực nó sẽ không nháy nháy đâu anh em nhé. Và cũng có logo nhà máy Santong ở ngay tại vị trí màn hình. Đấy, có khóa phanh tay an toàn hai bên. Đây, khi chúng ta bóp ra thì nó sẽ nhả ra. Khi chúng ta gài vào nó sẽ tự động siết chặt những cái chi tiết phanh lại. Về phía bánh xe thì hai chiếc này đều sử dụng bánh 300-8 và lốp là lốp địa hình. Đấy, tất cả lốp đến từ nhà máy Santong, lốp Senza này là lốp địa hình rất là dày này, như những cái lốp trên những cái chiếc ô tô bán tải để chúng ta vượt đồi núi địa hình nó sẽ nhanh và mượt thoát xe hơn. Đấy, trên chắn bùn phía đằng trước của chiếc xe rất là dày và được sơn chống rỉ rồi màu đen, cũng có logo nhà máy dập lồi ở đây. Đấy, thì cái giảm sóc phía đằng trước cũng sẽ được tích hợp một cái phản quang và hệ thống giảm sóc hành trình dài. Đấy, những cái chi tiết phanh này thì đều có logo hết. Đấy, 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 anh em có thể thấy. Và đèn phía đằng trước của chiếc xe là đèn tích hợp đèn bi, cũng có logo nhà máy ở dưới này, ở phía bên trong, và cũng không thể xóa được những cái logo nhà máy này. Đấy, thì cái chiếc xe này nó đặc thù dành cho những anh em nào mua những cái chiếc xe xịn để đi về lâu về dài, chứ không phải đi 1 năm đổi một xe. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp rồi, 1 năm đổi một xe. Đấy, và yên thì có tự lưng. Đấy, chiếc xe này thì có hoạt động phạm vi từ 60-80 km cho một lần sạc. Anh em để thấy không? Những cái chi tiết khung của chiếc xe này rất chắc chắn. Những cái chi tiết hàn xì này rất là đẹp. Đó. Phanh chân trên chiếc xe này thì đều có phanh chân và khóa chống trộm đầy đủ hết. Còn sang bên chiếc A6 thì chúng ta sẽ có gì? Sang bên chiếc A6 này của chúng ta sẽ có một cái giỏ. Phía đằng trước hai xe có hai giỏ. Và cái xe này thì ngồi 3 người như thế nào? Không cần phải trượt ra trượt vào nữa. Chúng ta sẽ có một người lái ngồi trên và hai người ngồi phụ đằng sau. Và cái chiếc xe này có một đặc điểm là cái thùng này có thể chuyển thành thùng hàng được. Đấy. Đấy. Trên chiếc xe này thì có một hệ thống là trượt ra để thành thùng hàng được. Đấy, anh em có thể thấy. Và lốp thì được sử dụng lốp 300-10. Hệ thống phanh tay trang bị trên chiếc xe này được gồm 4 phanh, 2 phanh tay hai bên. Đấy. Rồi, và về phanh chân ở phía bên chân phải thì anh em có thể bị chân phải, Đức có thể chuyển sang trái đều được. Và đây có một cái phanh tay cố định này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy để cho chúng ta giữ chặt khi chúng ta trên những cái con dốc đang cao. Rồi.
Lốp thì được trang bị lốp 300-10 rồi. Đèn xi nhan được tích hợp, phía đằng sau được tích hợp lên hệ thống chắn bùn phía đằng trước. Còn bây giờ đi, bây giờ Đức sẽ trải nghiệm cái chiếc Santong này cho anh em xem. Cái chiếc Santong này thì có động cơ xịn là động cơ 500W đến từ nhà máy Santong và có ngày tháng sản xuất ở đây nha anh em nhé, và có giấy tờ nó là động cơ 500W xịn thật. Còn cái chiếc A6 này thì động cơ đến 1200W và cũng có giấy tờ khẳng định nó là 1200W. Rồi, bây giờ mình sẽ trải nghiệm qua chiếc xe này nhé. Đấy mới là số lùi thôi nhá. Cái xi nhan này thì là mình chưa bắt chặt. Đấy, xi nhan là mình chưa bắt chặt đâu. Đây. Để số 1 thôi, để xem trên chế độ leo biển. Đấy. Thì trên chiếc xe này vượt những cái địa hình mà đồi núi thế này là quá là bình thường. Để chúng ta đi trong phố ấy, thì cái sức mạnh của chiếc xe này khẳng định là thừa luôn nhé. Anh em đừng so sánh cái chiếc xe này với những cái chiếc xe Mi Pro hay gì. Mi Pro thì nhà mình có và có mức giá là 17.500.000 thôi. Đấy, anh em có thể thấy không? Chiếc xe này cực kỳ khỏe. Còn muốn mua chiếc xe này xịn như thế nào thì ngay bây giờ Đức sẽ chỉ cho anh em xem nhé. Trên mỗi cái chiếc xe điện đến từ nhà máy Santong thì đều có những cái bộ giấy tờ khẳng định nó là xe xịn đến từ nhà máy Santong nhé. Gồm sổ bảo hành này. Sổ bảo hành là một này. Đấy. Và những cái chi tiết mà để nó khẳng định là bánh 300-10 được lắp ráp từ trong nhà máy ở đây. Bánh 300-10 này. Đấy. Anh em có thể thấy không? Ngày sản xuất, số khung, số máy. Đấy. Rồi. Còn một số đâu đó thì nó có thể khẳng định được từ trên cái chất liệu xe là gồm có những cái ấy. Rồi thì hai xe này nó sẽ có cùng chung một quyển giấy đến từ nhà máy Santong này, ký hiệu Santong này, thấy không? Đấy, ký hiệu Santong như thế. Và cái ký hiệu đấy thì chắc chắn là nó phải trùng với các ký hiệu trên logo nhà máy đến từ đây. Đấy, thì theo anh em, cái mức giá mà xe này 20.500.000 và xe này 29.500.000 thì theo anh em là cái chiếc xe nào nó sẽ phù hợp với anh em trong công việc và trong cái hoạt động hàng ngày nhá. Thì anh em có thể lựa chọn qua số điện thoại 0386791998 qua Đức Mario nhá. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau.